Xin chào mọi người, em Thủy quay cho các bác cây hoa mộc hương ta hoa vàng nha các bác nhé. Mộc hương ta hoa vàng, cây đang rất là đẹp. Cành lá sum suê đây. Mộc hương ta hoa vàng, hàng phân khúc gọi là trung bình khá thôi, nó không phải là cao cấp đâu. Trung bình khá nha các bác nhá. Cây rất là đẹp đây. Tán sum suê, cao cây tầm 3 mét. Răm dày tán mịn. Đấy. Cây này cây răm cực kỳ dày luôn. Tán to, tán sải tay. Hàng để tán tự nhiên mà nó to như thế này, dày mịn như thế này thì các bác biết là cây nó to như nào rồi nhá. Không có chỗ đứng để mà quay cho các bác, cho nó nổi bật cái cây lên. Bởi vì đằng dưới này nó là bờ ao này. Đấy, bờ ao này em không có chỗ để đứng để mà quay toát cái vẻ đẹp của cây lên. Đây. Em giữ máy một lúc cho các bác ngắm nhá. Mộc hương ta hoa vàng. Cây cực kỳ, cây khủng, cây đẹp mà giá bình dân nhá. Cây hàng khủng đẹp mà giá bình dân. Cây rất là đẹp thôi. Khủng đẹp mà giá lại bình dân, giá cả rất là hợp lý. Vanh gốc con này khoảng 25 cho đến 26. Vanh gốc của nó khoảng 25 cho đến 26. Chào bạn Tôi Yêu Việt Nam, lâu lắm mà không gặp Tôi Yêu Việt Nam. Đợt này có đi bán cây không bạn Tôi Yêu Việt Nam ơi. Đây nha, vanh gốc của nó khoảng 25, 26. Vanh gốc bây giờ phải 26. Vanh gốc 25 là em đo cách đây khoảng 4 tháng rồi. Tức là bây giờ là em nuôi nó thì nó phải lớn hết rồi đấy. Hàng này là hàng chân mộc ta chuẩn, chân mộc Văn Giang nhá, trồng tại Văn Giang. Chân mộc ta chuẩn này, các bác nhìn này. Cái phần da của nó rất là đẹp. Da đẹp và nó lì nhá. Da là da lì, chân mộc da trắng và lì. Chân mộc đẹp chuẩn xịn nhá. Vanh của nó khoảng 25-26. Đây là bình sơn này, đặt cạnh này. Bé hơn rất là nhiều nhá. Bình xịt sơn đặt cạnh bé hơn rất là nhiều. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới mà mình cần tìm một vài cây mộc để set up sân vườn thì các bác nhớ là trồng cái hàng mộc này cho em. Mộc rất là đẹp. Lá đẹp này. Dáng rất đẹp. Tán to, tán con này 2 mét đi. Tán to rồi, tán 2 mét. Mà giá em bán rất là bình dân. Em vẫn đi chị lâu, anh chị không lên. Lâu anh chị không like nên không thấy em. Đây này, lười ơi lười luôn, nắng ấy. Đây, cây rất là đẹp nha các bạn nhé. Cao cây khoảng 3 mét. Vanh của nó là vanh 25-26. Vanh 25-26, tán 2 mét nha các bạn nhé. Răm dày tán mịn luôn. Mà giá em bán rất là hợp lý, chỉ có 12 triệu đồng một cây thôi. 12 triệu đồng, nếu cây này mà năm ngoái thì giá nó cao hơn. Đấy, răm nó rất là dày. Hàng này các bác mua về các bác tự lên chậu. Rất là xuất sắc nhá. Xong cái này nhá. Đến cây tiếp theo này, là cây hai chạc này. Con này, cây này là em thích nhất này. Con này hai chàng này tán cũng sải tay luôn. Ở vườn này em còn ba cây to, ba cái bụi to. Ở vườn này em còn ba cái bụi to. Đây, cây rất là đẹp. Cây rất là đẹp này. Cao cây cả bầu nó là 3 mét này. Cây rất là đẹp, tán sải tay nhá. Em quay cái phần nây này. Quanh con này cũng 25-26. Cây hai chạc này, thoát thân, song thân. Cây này song thân này. Thoát khoảng 18 cm, thoát khoảng 18 cho đến 20 phân từ gốc này. Từ gốc này lên cái phần thoát thân này này là 18 đến 20 phân. Còn cái vòng tròn vanh chu vi thân này này, và hay người ta gọi là vanh này. Nó là 25, em đo rồi nhá. Hôm nay em quay một mình không có người đo cho nhưng mà cam kết các bác về đo lại gốc nó vanh khoảng 25. Còn thoát thân này, thoát thân của nó này. Nó sau nó lên hai chạc rất là đẹp này. Đấy, nó lên hai cái chạc này. Lây đều nhau mà lên hai cái chạc này. Khoảng bao phân này? 20 này. 40-45 phân nhá, hơn 40 phân. Trên 40 phân, phần thoát thân, phần thoát hai thân này. Đấy, rất là đẹp. Mà em Thủy bán giá cây này rất là hợp lý. Đây là da mộc đẹp, chất mộc đẹp, da mộc đẹp. Em quay phần sát phần da mộc ở chân mộc cho các bác thẩm định chất mộc và da mộc nhá. Da mộc đẹp, chất mộc đẹp và cây tán rất là đẹp. Em Thủy bán giá về hợp con bà Lý luôn. Đây. Tán sải tay. Tán nó gần 2 mét. Giá có 12 triệu nhá, 12 triệu đồng. Quá là ok luôn đúng không các bác? Quá là ok luôn. Cây này cây tiếp theo này. Cây này cây số 3 này. Cây số 3 này. Rất là đẹp luôn. Cây số 3. Cao cây khoảng tầm 3 mét, cây số 3 này. Chia 3 chạc. Cây số 3 này gọi là gốc tam đa, 3 thân. 1 này, 2 này, 3 này. Chia 3 chạc rất là đều nhau, đó là 3 thân. Các bác xem like, thả tim, thả like cho em cho tăng tương tác lên tí nhá.
Phân này trên ở trên phở bò có một cái biển rất là hay này này, ít người xem nhưng mà cái khả năng ra đơn thì nó vẫn là đơn hàng nó vẫn tốt hơn là phân like trên TikTok. Phân like trên TikTok rất đông mắt xem, em phát like còn những hôm lên 500 mắt xem hay 1000 mắt xem ấy, nhưng mà nó lại không ra đơn nhiều được như ở bên trên phở bò đâu, thế mới hay cơ đấy. Đa số khách hàng mua hàng là đến từ bên phở bò này. Thoát thân khoảng 10 phân, vanh cái vòng chu vi vòng thân này hay gọi là vanh này thì nó khoảng 25 cho đến 26, sau đó chia thành 3 tay này. Đấy, chia thành 3 tay. Tam đa nhá, tam tài, tam lộc, tam phú quý đấy. Thế bác nào cái thì chốt đơn cho em. Con này cũng tán sải tay. Tán sải tay nhá, là 3 cây rồi đúng không? Bây giờ em quay thêm một cây nữa nhá. Một cây này, hàng này hàng rẻ hơn này, một thân. Quay hàng một cốt này. Cái này rẻ hơn này, vanh của nó vanh 20. Hàng một cốt vanh 20, thoát thân khoảng 60 phân. 55 cho đến 60. Cây này có 7 triệu thôi. Đấy, tán như đống rơm luôn. Cây này nếu mà năm ngoái thì em phải bán tầm trên 10 triệu đấy. Cây này nếu mà là năm ngoái em phải bán trên 10 triệu đấy, nhưng năm nay còn có 7 triệu thôi. Bác nào ưng thì chốt đơn nhá. Bác nào ưng thì chốt đơn chảnh màn hình, sau đó gửi vào số điện thoại em để đầu kênh ấy. Số điện thoại là 0911451210. 0911451210. Là được 4 cây đúng không? 4 cây rồi. Em còn 2 cái đẹp nữa. Em còn 2 cái mộc đẹp nữa là khách đã chọc em tiền rồi nhưng mà gửi quá lâu chưa thấy lấy, không chưa thấy hồi âm. Thì bác nào mà bác nào mà mua thì bảo em về em hỏi lại khách xem khách có lấy không thì em nhượng lại 2 cây này cho bác. Cho các bác nhỏ 2 cây này đẹp nhất vườn này. Các bác thì người ta mua từ đầu năm cơ. Từ đầu năm mà gửi tới bây giờ, từ đầu năm giờ chưa thì lấy. Nhà cửa chưa xong. Đây cây này đẹp này. Cây này là cây đẹp này. Khách mua hàng xong gửi từ đầu năm giờ luôn. Chứ một lần nhắn tin lại là em ơi cây của anh bây giờ như thế nào rồi. Đúng một năm, đúng từ đầu năm giờ 6 tháng rồi. Mất hút mẹ nương luôn. Đây. Cây rất là đẹp nhở, em giữ máy này, nó hơi bị ngược sáng nhở. Không biết mọi người nhìn qua màn ảnh thì có nhìn rõ không. Em nhìn là em cũng không nhìn rõ đâu. Con này vanh gốc của nó phải tầm 28, 29 rồi. Đây. Chất mộc đẹp, da mộc đẹp. Cây mộc này là hai cái cây đầu luống, là hai cây to nhất vườn này. Có anh khách anh đã cặp tiền rồi đấy, nhưng mà anh ấy lâu lắm rồi không thấy anh ấy hiểu hồi âm, hy vọng mà quay cái like lên anh hồi âm cho mình, anh lấy cây cho mình. Thoát thân khoảng 20 phân. Rất là đẹp. Cây này cũng đẹp này. Đấy, cây này là cây đẹp này. Hai cái này thì là bán rồi nhưng mà để quay lên để cho anh nào anh ấy mua hàng của mình, anh đặt cọc mình tiền rồi, đặt cọc 10 triệu đấy. Có phải đặt cọc ít đâu. Đó, anh cố gắng liên lạc lại với em không tìm được thông tin anh. Cây này là 12 triệu một cây, em nhận cọc hai cây đầu luống cái này là 12 triệu một cây này, em đã đặt nhận cọc của khách rồi này. Mà khách đặt cọc 10 triệu rồi mà bây giờ mất tin, mất thông tin liên lạc của khách. Thì hôm nay em phát like hai cây này lên thì là bác nào là chủ nhân của hai cây này nhá thì liên hệ với em. Mua hàng suốt từ đầu năm giờ chưa thì liên lạc. Chưa liên lạc lại. Chưa thì nhắn tin hỏi một câu là luôn là cây của anh là bây giờ nó như thế nào rồi, không cần lo lắng gì. Mà đặt cọc hẳn 10 triệu rồi, đặt cọc ít đâu. Bây giờ em không tìm cái anh ấy cơ. Đấy, có hai cây này là thất lạc. Thất lạc người mua. Còn ba cây này cuối vườn nhá, ba cây đẹp này này. Ba cây hoa hậu của vườn em này. Thì là cũng 12 triệu một cây nhá. Cây cũng rất là to và đẹp. Cái đẹp nó, nói chung là cái đẹp làm cho con mắt của kẻ si tỉnh đây. Đây là đồng giá là 12 triệu một cây này. Vanh 26. Đấy, rất là đẹp, tán 2 mét. Giá chỉ có 12 triệu nhá. Bác nào mua hàng thì inbox cho em. Cây lạnh thế này, cũng đồng giá là 12 triệu này. Lạnh thế này. Bác nào mua hàng thì inbox cho em nhá. Mua hàng inbox cho em một cây này 7 triệu này. 7 triệu thôi nhá. Thấy không? Rất là đẹp. Cây 7 triệu này vanh của nó là vanh 20, thoát thân 55. Thoát thân 55 cm ạ, vanh 20.
Vành 20 cho thân 55 cm là cao cây khoảng 2m, rưỡi 2m8 đấy ạ. Thì con này có 7 triệu thôi. Cây là hàng này em bẻ tán rồi. Là hàng đã làm tán, nó tán như cái ô tán hình cái nón đấy ạ. Hình tán đào tán thông rất là đẹp luôn. Em quay lại cây này này cho các bác ngắm kỹ cho những bác có như một số bác là các bác vào sau là các bác chưa được ngắm. Thì đây là có cây. Cây này là cây mộc phương tao hoa vàng, hàng chất mộc Văn Giang nhá. Em ở Văn Giang, chất mộc Văn Giang và lây ra ra mộc đẹp, chất mộc đẹp. Có những bác về vào sau em quay lại một lượt nữa xong rồi em nghỉ nhá. Đấy. Ra mộc đẹp, chất mộc đẹp đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá, tán 2m. Cái này thế, cái này bên này là ba chạc, tán 2m, mấy ba cái này to bằng nhau. Còn con này có hai chạc. Tán sải tay nhá. Rồi. Ra mộc đẹp, chất mộc đẹp này. Đấy, em quay rõ cái gốc cho các bác xem. Ai ung thì chốt đo cho em nhá, em xin phép tắt like đây xong bây giờ ra vườn gì nhá? Tùng La Hán nhá. Tùng La Hán nhá các bác nhá.